Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay vô Nam cúng gì sớm được đậu. Rồi, hello chào Bùi Hải, đi trễ không sao mốt nha. Hôm nay chị đi sớm nha rồi. Ừ. Bùi Hải hôm cắn quyêu rồi. Hải bên đây đẹp trai ta. Sáng hôm cắn quyêu rồi. Cắn quyêu trà mưa buổi chiều. Thầy đây cũng có trà mưa buổi chiều mà sao không cắn mà. Chưa vậy lâu chạy về là sao không cắn được. Lúc mưa hả? Hôm qua cắn được bao nhiêu em? Vậy 25.000. Nhiêu? 25.000. Wow, dữ vậy ta. Trời ơi. Phù hộ. Ừ. Ở lại trời mưa cầu phù hộ ha. Rồi hay đi hành đi. Hôm nay à, cũng cơm. Ghê trời. Trà tắc. Giờ mở một em quay mà 25.000 là dữ á. Ừ, đúng rồi. Mà cũng hồi hộp lắm, 25.000 đó cũng hồi hộp lắm. Phải không? 25 đó cũng hồi hộp lắm. Cái bình bông đẹp quá à. Bông đâu mà cậu chưa? Chưa. À, bữa nay có cà phê bánh bía nữa kìa. Trà lòng nhỏ của anh Kim Tiểu Long. À, cái này của anh Kim Tiểu Long bán đó nha, chứ không phải của anh Kim Tiểu Long cúng ở đây à. Họ cái lỏ. Bán cho anh Nết, Nết cúng cho cậu. Cái tách này phải không? Hay là bán trà? Trà. Bán trà phải không? Nào anh. Cái trà. Đó là trà của anh Kim Tiểu Long. Cái con trà gì? Trà lòng nhỏ. Trà lòng nhỏ nha bà con cô chú. Hôm nay em cúng lâu lắm mà chưa hết. Cũng sắp hết rồi. Bánh bía nữa nè. Bông hoa trái cây đầy đủ. Thì vô hoa quên thông hộ cậu đi anh Phong. Cậu phù hộ. Trên bàn thờ có 4 trái bưởi luôn à. Tứ bưởi một cà phê ba nước. Đó phải không? Thì sao? Đọc lại. Phải tứ bưởi một cà phê ba nước không? Tứ bưởi một người ba nước. Đó. Con không có hai nhưng mà con có hai là hai cái bình bông này này đó. Để đi lau mộ cậu. Về luôn cái bà chị qua cũng không về. Thì qua rủ về đó, hai chồng nó không về anh Thông ơi, về luôn. Hôn là người ta ở lại tới tối luôn hả? Ờ đúng rồi, hôn là ở cái bàn cùng cùng tận chừng nào ta đuổi mới về á. Đuổi mới về. Đó, chừng nào đuổi mới về. Ở đuổi về là coi chừng sắm vô. Còn không mấy chừng nào rồi điện, ơ sao giờ này ngồi đây? Lúc đó là mệt anh. À lúc đó là mệt rồi nhờ thôi chứ ha. Hello. Hello. Dạ ai vậy? Dạ. Hay sao vậy? Dạ dạ, có gì không chị? Có gì không? Ngoài kia sóng gió. Dạ cũng cả tuần cả hơn cái tuần nay rồi chị. Vậy dạ thì trước mắt là cái trước mắt là cái đậu của ảnh, nghe nói gọi bác sĩ còn theo dõi á chị.
Hello. Mà tháng nào cũng y vậy hả chị? Dạ. Thì để cho chút để chút em gọi và điện thoại cho anh đó đó chị, được cái gì em hỏi thăm mà cái gì em nói là cho chị biết. Dạ đúng rồi, dạ cũng là của ảnh đó chị. Dạ để chút em nhắn cái số điện thoại của ảnh qua cho chị nha. Được không chị? Dạ. Dạ để chút em gọi số của anh Thành Võ qua cho chị. Có gì chị hỏi với ảnh cho rõ ràng, để nhiều khi em đây ảnh cho anh em hỏi cũng không chính xác nữa chị. Cũng con nằm trong máy của em, có gì chứ em gửi tin nhắn qua máy này, máy số cái này được cho chị không? Dạ. Dạ có gì mà nếu em gửi qua bên cái số, bây giờ em gửi ví dụ chút em gửi qua cái số điện thoại của anh Thành Võ á, qua cái số điện thoại này cho chị. Nếu mà được thì thôi, còn không được thì chú em nói anh Minh, cho anh Minh gửi qua cho chị. Dạ. Dạ. Dạ để một chút cái gì em gửi cái số điện thoại Thành Võ qua cái số điện thoại em đang nói chuyện với chị này nha. Rồi cái gì mà nếu mà em gọi được á thì dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nghe ủng hộ kênh em ha chị. Dạ mà hồi nãy chị nói chị chị nói chị tên gì em quên rồi. Dạ em nhớ rồi. Dạ.
Dạ dạ. Dạ dạ. 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 Sao chị? Dạ. 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 Cái gì mình cũng phải nha. Cái gì mình phải vui vui rồi khán giả người ta coi người ta mới thích đó chị. Đúng không chị? Dạ. Dạ cái. Dạ tại mấy kênh đó lớn hiện lên trên chị ơi. Yeah.